Bây giờ nói chuyện với bạn gái, thấy cảm nhận của bạn gái sao? Em thì thấy rất là ok. Có thể là ngoài cái tiêu chuẩn của mình, bạn gái thật sự đẹp, dễ thương, rồi cũng có tài năng. Rồi, mình thấy bạn trai sao? Dạ, em thấy anh này chững chạc, biết suy nghĩ. Bây giờ giới thiệu đi em trai. Em tên Nguyễn Hoàng Lên, nghề nghiệp là thu gom phế phẩm nông nghiệp. Ủa là sao em? Là thí dụ như là những cái gì mà giống như rơm, rạ, mùn cưa, bã mía, phân hữu cơ, rồi nệm. Em thu mua về em bán cho công ty, rồi công ty mới xuất khẩu đi. Rồi, đây là một nghề cũng lạ đó ha. Dạ. Công việc lạ đó. Quê ở đâu? Dạ, quê ở Long An. Rồi em làm ở đâu? Dạ, làm ở Long An luôn. Huyện nào? Huyện Bến Lức. Rồi, mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ, em tên là Dương Thị Hồng Phấn, em 23 tuổi, quê Vĩnh Long ạ. Công việc hiện tại là nhân viên văn phòng. Vậy thì hai đứa cùng miền Tây luôn. Dạ. Bên đây Long An đi xuống Vĩnh Long chơi cũng được, Vĩnh Long lên qua Long An chơi cũng được. Gần xịt. Ừ. Mình nói chút xíu ưu điểm, khuyết điểm đi lên. Ưu điểm của em là hướng người hướng về gia đình, nấu ăn hay là gì đó, trách nhiệm gia đình. Ừ. Chu đáo, ân cần. Ừ. Dạ. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm là em hay lo xa. Lo xa mình nhiều quá nó sẽ bị rối trí. Xa quá đúng không? Rồi. Mời nhà gái nào. Ưu điểm của con là tích cực, dễ thích nghi, nhiệt tình. Dạ, con thấy khuyết điểm là chắc con hơi nóng tính, lại hơi kỹ á. Kiểu như là bất cứ một cái chuyện gì mà con muốn làm á thì thường là con ít có giao cho ai làm lắm, tại vì con muốn mình tự làm để mình có thể làm cái đó một cách trọn vẹn á. Dạ. Thì mình con... vậy cực đó nghe. Dạ. Mà mới mà con làm sếp rồi con cực đó. Dạ, chắc con nghĩ con làm cu ly quá. Dạ, chắc con nghĩ con làm cu ly quá. Trời ơi. Nếu mà về Long An làm dâu được không Phấn? Dạ được ạ, tại con nghĩ là miền Tây với nhau thì nó sẽ dễ hiểu nhau hơn. Ủa nhưng mà lên hồi đó trước khi em đi làm cái doanh nghiệp mà thu mua phế phẩm nông nghiệp thì em làm gì lên? Em đi học ở Sài Gòn rồi em đi tu nghiệp ở Nhật á. Em học cái gì? Dạ em học bên là bảo dưỡng tòa nhà. À rồi em đi học bên Nhật mấy năm? Dạ 3 năm. Vậy em cũng có nhiều trải nghiệm ha. Dạ. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi. Em có một mối tình mà giống như là không được trân trọng á. Giống như yêu đơn phương mình quan tâm mà người ta không có. À em yêu đơn phương dạ, hả? Giống như là không được trân trọng rồi. Ví dụ mình nhắn tin hay gọi thăm hay gọi điện hay mình tặng quà gì người ta không nhận lấy, người ta không đáp trả. Cái đó không phải thiếu sự trân trọng bởi người ta không yêu mình. Thành ra mình chỉ yêu đơn phương thôi mà. Dạ. Rồi chỉ có mối tình đó thôi hả? Dạ vậy. Đơn phương mấy năm? Em hình như ế anh người. Ê bảo quà luôn, không biết sao kỳ. Chứ chắc tại em đi làm về rồi em không có ít ra ngoài xã hội. Em về rồi em trồng rau nuôi cá. Cứ vậy nó xoay quanh hoài rồi thời gian. Đẹp trai mà. Đó, nhà trai tôi vậy còn nhà gái sao nè? Con thì trước giờ cũng có tìm hiểu một vài bạn. Nhưng mà đối với con thì có hai bạn thì con cảm thấy là để lại ấn tượng. Dạ. Thì bạn đầu tiên là lúc con còn đi học cấp 3. Tất nhiên là tại vì lúc đó còn nhỏ, mình chưa có hiểu được cái tình yêu nó có cái gì đó. Thì tụi con cũng bồng bột và tụi con cãi vã, tụi con chia tay. Thì sau này khi mà con lên Sài Gòn, con đi học đại học thì con có quen một anh nữa thì cũng được vài năm. Tính cách của con với ảnh không có hợp nhau. Một người đi học, một người đi làm và những cái tác động khác, ảnh cũng kiểu hơi nóng tính đó. Thì con cũng có phần nóng tính cho nên là con với ảnh hay cãi nhau á. Chưa tìm được tiếng nói chung cho nên là con với ảnh quyết định dừng lại. Rồi. Dạ. Nhưng mà trước đó con làm gì con? Dạ con mới ra trường con đi làm. Con làm nhân viên văn phòng, con làm tư vấn tuyển sinh nữa. Con học là học cái gì? Dạ con học chuyên ngành ngôn ngữ Anh. À sao mình không đi dạy? Dạ tại con biết cái tính con nóng á, con không dám dạy người ta. Tại con biết cái tính con nóng á, con không dám dạy người ta. Dạ em sợ quýnh học trò hay gì? Thôi vậy. Như vậy là hai bạn này rất có điều kiện để phát triển. Nếu mà gặp nhau phát triển đó, rồi chào con, phải nói là tốt lắm đó. Dạ. Rồi bây giờ nè, nói cho con Ngọc Lan biết là con mong muốn ở tương lai mình có một người bạn trai như thế nào. Dạ, bạn một người bạn trai con mong muốn thì cái điều đầu tiên là phải có trách nhiệm, độc lập và thật thà. Với lại là phải tin tưởng ở nhau nữa. Thật thà thì chú nghĩ bạn này cũng thật thà. Có gì con không thích ở đàn ông không? Con không thích một người đàn ông hay sửa lưng, để ý những cái chuyện nhỏ nhen tiểu tiết. Dạ, không có thích. Mình có sửa lưng người khác không? Dạ không, em là người khác làm sao cũng được hết trơn. Mày nó hiền lắm, không có nổi sửa lưng đâu. Sao dễ dã vậy? Ừ, dễ. Vậy nói cho Ngọc Lan nghe đi, mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Biết nhõng nhẽo là được rồi, còn thế giới đem lo sao? Trời ơi, con bé bên này cái đầu của nó mà nhõng nhẽo một cái là xỉu lên xỉu xuống đó. Chuyện vậy thôi à. Trời ơi, mình có cái điều gì không thích ở phụ nữ không? Đừng ích kỷ quá. Lý do gì nói phụ nữ ích kỷ? Đa số thì họ sẽ suy nghĩ cho bản thân mình trước. Tại xui á, chưa gặp người rộng lượng á. Chắc có lẽ em thiếu may mắn. Đúng. Đúng. Tất cả luôn. Tôi người tôi rộng lượng, thoải mái mà nói phụ nữ ai bất kỷ á tôi giận. Được rồi, đi với ai? Dạ đi với anh họ.
Chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan ạ. À, em là anh họ của Lên. Dạ. Em thấy bạn gái này cũng dễ thương, cũng thấy cũng xứng với Lên á. Ủa Lên, sao lý do không có bồ vậy em? Tại vì Lên tối ngày chỉ thời gian cứ đi làm không anh? Thì sáng ngày cứ dậy đi làm, rồi chiều về thì trồng rau nuôi cá. Vậy đó. Vậy dạ. Hả? Dạ, chủ nhật khi đi làm luôn chứ không có thời gian nghỉ nữa. Rồi, cảm ơn em. Rồi, nhà gái đi với ai cưng? Dạ, em đi với em gái với bạn ạ. Con chào chú Quyền Linh, chào cô Ngọc Lan, em chào anh. Con là em của chị Phấn. Con thấy anh này cũng nhìn cũng chững chạc. Nếu mà chị con thích thì đó là quyết định của chị con. Con không có ý kiến gì hết. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 17. Chị ruột luôn hả? Dạ. Nhà có mấy chị em? Dạ, có hai chị em. Giờ chị đi lấy chồng. Em ở với ai? Dạ, con ở với mẹ. Chị lấy chồng con buồn không? Dạ không. Ở nhà la hoài con muốn đi lấy chồng khỏi. Đây là con muốn chị đi lấy chồng sớm. Dạ, tại chị con hơi nóng tính. Rồi cảm ơn gái, ngồi xuống đi con. Rồi, chị cũng xinh mà em cũng xinh nữa. Được rồi, thôi, mở rào. Đó. Lên bước qua, muốn nói gì nói. Dạ, chào anh. Anh có món quà đấy. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Ừ, để em tặng trước nha. Dạ. Trời ơi. Anh tặng món quà này là lớn. Kỷ niệm thôi, nhỏ xíu mà em. Kỷ niệm thôi, nhỏ xíu mà em. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Rồi, dạ, em cũng có món quà tặng anh nè. Cái này là anh mang về cho mình với lại gia đình. Còn cái này là ở chương trình con mời chú Nguyễn Linh với cô Ngọc Lan với anh dùng thử. Anh cảm ơn nha. Con làm. Dùng đi lên, ăn thử coi. Dạ, con mời cô Ngọc Lan. Rồi, cảm ơn con. Dạ, con mời chú Nguyễn Linh. Rồi, có đồ ăn rồi, tụi con tự thử nha. Ăn hết đi lên ơi. Trời ơi, trong lúc này ăn uống nó quan trọng lắm. Cảm ơn em nha, ngon lắm. Dạ, dạ. Dạ, biến để cho. Dạ, dạ. Anh có mong muốn một người vợ như thế nào hay không? Anh có một cái chuẩn mực gì cho gia đình không anh? Nếu mà vì gia đình người vợ chỉ cần hiểu chuyện là được rồi. Dạ thì em cũng trình bày một xíu là ví dụ như người vợ hiểu chuyện thì theo quan điểm của em á là phụ thuộc vô người đàn ông đó chững chạc tới mức độ nào. Thì em thấy là anh có cái tính là lo xa. Thì không biết là anh đã có kế hoạch gì cho ba hoặc là tới 5 năm tới chưa ạ? Thì cũng có suy nghĩ như là muốn vợ muốn lập gia đình rồi. Dạ. Có một cái... người vợ bên mình để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Thì anh có hút thuốc hay là uống bia rượu gì không? Không biết miếng nào luôn. Giờ hiện tại là anh có đang sống chung với ba mẹ của mình không? Đúng rồi, anh đang sống chung với ba mẹ. Dạ, vậy nếu như mình nữa kết hôn thì em muốn ra riêng thì anh có đồng ý không? Được. Dạ, nếu như mà mẹ anh không cho thì sao? Không, tại nhà anh là đất nông nghiệp còn rất là nhiều. Dạ. Khoảng một mẫu đất nông nghiệp có thể ra đó các nhà ở gần cha mẹ. Đặt cái trường hợp mà làm dâu hay là gì đó sẽ áp lực thiếu sự tự do trong cái cuộc sống hôn nhân gia đình, nó sẽ dạ. Khó khăn đi để hạnh phúc xa hơn, cho nên em cứ yên tâm được đó. Dạ. Thì em thấy là anh cũng lớn hơn em khá là nhiều tuổi á. Thì anh có nghĩ là như thế nào về một người vợ, người yêu của mình á mà hơi diện một xíu không? Em ví dụ như là phẫu thuật thẩm mỹ hay là diện cái gì đó nó hơi táo bạo á, thì anh có cảm thấy khó chịu không? Anh thì anh luôn tôn trọng cái sự quyết định và cái quyền tự do sống của mỗi người phụ nữ ha, mà ai cũng vậy hết, cứ làm sao cũng được, họ là chính họ là ok. Dạ. Nếu mà thật sự có thể đi đến hôn nhân thì mất khoảng bao nhiêu thời gian? Nói chung là em nghĩ thời điểm nào thì kết hôn á cũng được, chỉ cần mình cảm thấy nó thích hợp là được. 1 tới 2 năm nữa, tại vì tình yêu mà muốn mình chắc chắn là mình lấy người đó cả đời mình không hối hận á thì nó phải có thời gian mình tìm hiểu đủ nhiều về cái người đó. Bây giờ nào, bước tới chút xíu. Bánh làm ngon quá. Dạ. Bây giờ nói chuyện với bạn gái, thấy cảm nhận của bạn gái như sao? Em thì thấy rất là ok. Có thể là ngoài cái tiêu chuẩn của mình, bạn gái thật sự đẹp, dễ thương rồi cũng có tài năng. Rồi, mình thấy bạn trai như sao? Dạ, em thấy anh này chững chạc, biết suy nghĩ, biết lo, có khả năng đảm bảo về tương lai cho một mái ấm. Đúng dạ. Rồi. Ổn định đó. Dạ. Rồi, được rồi, về ghế ngồi đi. Rất là chân thành, rất là mộc mạc. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Chúc mừng. Rồi, chúc mừng. Rồi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Chúc mừng, nắm tay đi nào. Đang tay vào nhau thấy chưa? Bắt tay đi. Chưa có yêu lần nào. Để cái tay ra. Đang tay nè, nè, nè. Đây nè, nó đang về. Đó. Đó. Wow, quơ wow đó vậy. Vậy được anh. Thật ra là tình yêu các bạn trong veo luôn đó. Một nụ hôn đầu tiên. Biết cách hôn không? Tao chỉ cho. Hôn tay đi.
nhiều má. Anh hôn em nha. Dạ. Dạ tao chịu. Cái gì vậy? Không có nghe cái tóc. Chúc em hạnh phúc nha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi hai đứa dắt nhau đi về Bến Lức đi. Bên này. Cảm ơn anh. Dạ. Dễ thương của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Văn Út. Nguyễn Văn Út. Dạ. Ở trong nhà thứ mấy? Dạ em Út luôn. Út luôn. Dạ. Hay vậy ta. À Út nghề nghiệp làm gì Út? Dạ công việc của em nghề chính là cắt tóc, còn phụ là làm MC ạ. Hôm nay mặc cái quần đẹp quá nha. Quê Út ở đâu Út? Dạ quê bữa An Giang chị. Hồi nãy chị chưa hỏi quê Vi ở đâu à? Dạ nhà em thành phố ạ. Ở thành phố luôn. Ủa Út cắt tóc hay là chủ tiệm cắt tóc? Dạ em chủ salon luôn chị. Làm cả nam cả nữ chị. Làm nghề này lâu chưa? Chắc cũng được gần 10 năm ạ. Wow, 10 năm là tay nghề dữ dằn lắm á nha. Dữ lắm, cắt cái đầu dữ lắm. Dạ, cái... cắt cái đầu biết tay nghề liền. Rồi, lý do tại sao hôm nay ngồi ở trên cái ghế này? Không phải là không có anh. Nhưng mà đôi khi là do công việc của em là nó cái thời gian nó không có nhất định. Ủa, thời gian không nhất định là sao bạn? Dạ, thì chị cũng biết là cái nghề tóc với lại cái nghề MC thì cái thời gian nó lại vô chừng ạ. Cắt tóc thường thường là cái ngày thứ bảy, chủ nhật, tiệm mình làm mới có khách. Còn những bạn nữ mà em quen thường trước đây là do công việc của họ làm những cái công việc giờ hành chánh, cho nên là những ngày cuối tuần là em không thể dành cho họ. Thế rồi vậy bên kia làm có hành chánh không? Dạ em làm giờ hành chánh ạ. Rồi vậy là chiều tối thứ bảy chủ nhật là ngày khẳng định nha. Dạ. Đúng không? Mình có những ưu điểm gì mình có thể giới thiệu? Em chỉ có là chăm sóc những người mình thân yêu nhiều hơn, kỹ càng hơn. Rồi khuyết điểm? Em hơi lạnh lùng. Nhiều người tiếp xúc ban đầu với em nói là mày khó gần quá à. Nhưng mà sau đó tiếp xúc lâu nói con này nó khùng. Lúc đầu phải giữ cái nghiêm nghị của mình, chứ không thôi là người ta là nghĩ mình đâu quá dễ dãi quá. À nhưng cái đó là cố giữ thôi phải không? Dạ. Chứ thật ra bản chất là dễ dãi. Không khùng mà chị chứ không khùng là sao? Chẳng hạn như gọi là lên cơn sản lâu lâu. Có vấn đề gì quá cái em hay càm ràm, em hay gồng lỗ lên. Cái tự nhiên kiếm một góc nào đó ngồi khóc, khóc xong cái hết đi ra làm tiếp hết. Nghĩa là mưa nắng thất thường chút thôi. Bên kia nghe bên đây vậy có sợ không bạn? Dạ không chị. Theo em thấy thì cái vấn đề mà hay nổi khùng bất chợt với lại là hay khóc thì có lẽ cũng hơi giống em ạ. À. Trời đất ơi. Bạn Út có sở trường như thế nào? Dạ thì công việc của em thì làm MC chắc chắn thì cũng biết hát đôi chút. Thôi làm khúc mình đi. Vừa làm MC mình giới thiệu mình hát luôn rồi. Và sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn mang tựa đề là Lối Nhỏ Vào Đời. Đời em là câu hát ru, đời em là sao diều vi vu, đời em là tình yêu rực cháy, anh đã cho em mùa xuân này. Ủa sao, sao người ta hát hay mặt bạn buồn vậy? À, im lặng để mình có thể hiểu được giai điệu và cảm nhận giai điệu. Đang lắng nghe là cảm nhận. Rồi im lặng để chiêm nghiệm. Như có cảm nhận sâu sắc cái phía sau cái giọng hát đó tiềm ẩn bên trong cái điều gì không? Em nghĩ anh phía bên kia màn hiền lành. Siêu nữa tụi qua tụi con. Chắc hiền anh dạ. Chắc hiền. Trời ơi dễ thương quá. Dễ thương không anh? Dạ có quà tặng anh ạ. Cố nghiêm. Quà có quà liền hay quá ta. À, cảm ơn em nhiều. Em đi kiếm dữ lắm mới ra được. Anh nghĩ rằng người dân miền Tây á cũng thật thà chất phác, chịu khó thương chịu khó ha. Đặc biệt là đàn ông miền Tây cũng chuộng thủy lắm em nha. Dạ. Em cần có hiếu với lại ba mẹ nữa. Tại vì nếu như người đàn ông mà có hiếu với ba mẹ của mình, chứng tỏ là người đó yêu thương gia đình và có thể yêu mến được ba mẹ mình như vậy. Hay, cái này rất là hay. Nhưng mà những gì em không thích ở người đàn ông? Gia trưởng quá. Anh ơi, anh cho em hỏi là anh là con út, anh có được cưng chiều ở trong nhà không anh? Nói chung là nhất chuồng đó em. À, vậy có bao giờ anh có làm việc nhà không ạ? À? Anh biết làm việc nhà từ lúc còn nhỏ. À vậy có thể san sẻ được với em được. Em không biết chung làm là từ nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, nói chung làm tất cả hết. Như vậy cũng ổn rồi đấy. Được. Rồi bây giờ em nói đi, em không thích gì ở người phụ nữ nào? Có tính thì ghen quá. Nhưng mà vấn đề là bạn có làm gì để cho người ta ghen hay không? Dạ không chị. Đôi khi bạn bè có nhận xét em là người đào hoa. Đào hoa của em là em quen nhiều người, nhưng mà mỗi lần quen chỉ một người thôi. Khi chia tay người này em quen người khác. Đó giờ quen bao nhiêu người rồi? Chính thức hay không chính thức anh? Sao rồi, thôi giờ chính thức đi. Không chính thức chắc là nhiều lắm à. 50. Đâu tới với chị, 8-9 người. Đúng vậy đó hả? Anh này đó giờ thật tình nè, lên đây dám nói nhiều chứ thường thường ai cũng ém hàng. Dạ có sao em nói vậy thôi chị. Em có bao nhiêu mối tình rồi? 3. Lần cuối cùng là bao lâu? Cách đây 1 năm rồi chị. Lý do chia tay? Người đó không có chung thủy.
Điều gì em không thích nhất ở người đàn ông? Tính gia trưởng, không chung thủy. Em rất thích nuôi chó với mèo. Nếu mà người đó không đồng ý nuôi chó với mèo thì em sợ là... Ủa vậy em yêu chó mèo hơn người đó nè. Dạ anh ơi, chó với mèo là một phạm trù riêng, mình không thể so sánh với nhau được. Dạ, đúng rồi, anh. Nhưng mà nó khó cái này nè, nói như vậy cũng không được. Bây giờ thí dụ giờ mình đang yêu người này, người ta không thích chó mèo, thế nào cũng có sự tranh cãi với nhau giữa chó với mèo, em chọn ai? Có khi em chọn chó với mèo trước đó. Cái đó mới là căng đó. Giờ hỏi Út nữa, Út thích chó mèo không? Tuổi thì em là tuổi con chuột. À. Ủa là sao em nuôi chuột hả? Dạ không, em tuổi con chuột. À, chị tưởng nói em nuôi chuột, còn bên đây nuôi chó với mèo. Mày cũng hài hước. Hay sành quá ha. À, phát sành hài hước dễ thương. Em thích cái người phụ nữ như thế nào về ngoại hình? Cũng rất là thích đẹp. Bạn này thẳng thắn quá ha. Dạ. Được. Chiều cao thì có thể tầm tầm 1m55 tới 60. Nước da hơi trắng tí xíu. Tóc dài. Còn cái vấn đề thì tóc tai thì em làm người tóc mà thì cứ em cho xả láng luôn. Muốn màu gì em quánh màu đó. Bây giờ không có tóc thì sao? Chà căng rồi nha. Thấy là một nè, ra chợ mua cái đầu tóc nó còn thiệt giống hơn thiệt luôn nữa. Em có tật xấu gì không? Biết nhậu, hút thuốc. Em uống bao nhiêu? Dạ, nếu mà ken em có thể em uống được một két á. Hả? Cái đó tùy theo phong độ thôi, giống như đá bóng thôi. Phong độ là nhất thời. Dạ, đẳng cấp mới là mãi mãi. Đúng rồi. Chị mới là đẳng cấp nè, em chỉ là phong độ thôi cưng. Chị bao nhiêu? Em kết thì chị kết rưỡi. Vậy đó hả? Ừ. Bạn này hay khóc, mình em có khi nào khóc chưa? Em nhớ cái lúc nhỏ là em có khóc, là khóc ở bụi cây. Gia đình của em lúc đó nó cũng khó khăn. Em đi học ở nhà không có tiền. Em ngồi gốc cây em khóc, xong rồi có bà ở hàng xóm. Bà rất là thương mà nói: sao con khóc? Giống bà Tiên quá vậy. Giống như bà Bụt. À. Dạ con đi học con không có tiền. Thôi nè, bà năm cho con 50 nè. Cũng từ cái vấn đề đó mà sau này em học được rất nhiều điều, em quý hơn được cái cuộc sống của mình. Nói chung đây là con người cũng rất là tình cảm, hài hước. Bác thẳng thắn. Ok. Hài hước. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn của em ạ. Chào Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Rồi chào em. Em cảm nhận người đối diện của bạn em thế nào? Thấy có hợp lý không? Dạ thì em thấy bạn gái này cũng được, có nhiều điểm giống với bạn em. Là dụ như bạn gái này thích nuôi chó nuôi mèo, là bạn em không ăn thịt chó thịt mèo, hai người thấy cũng hợp được điểm rồi đó. Ăn là mệt luôn. Còn hồi nãy bạn em nói là cái quan điểm mà tóc tai cái chuyện đó em không quan trọng, dù như mình thấy được là từ từ về người ta sẽ thay đổi, mình thương là cái gì cũng được hết anh, đừng có nói mà tóc dài tóc ngắn gì hết trơn. Đúng mà. Rồi quan điểm em đúng đúng chính xác, tóc tai đâu quan trọng, quan trọng là cái tâm hồn thôi. Em nói em thích tóc dài mà em đâu có nói em ghét tóc dài rồi. Nói vậy sau này lỡ ra đường thấy tóc dài cái phụ tóc ngắn sao anh? Đúng rồi, đúng rồi. Hay. Em hay. Thấy da trắng cái nó phụ da đen nữa. Thấy bạn em hơi bị được đấy. Bạn gái có đi với người thân không? Dạ có, em đi chung với lại bạn thân em ạ. Thân ai nói to quá hả? Tình hình sao nó giờ cười hoài em? Thấy ổn không? Bạn này rất là phong cách, vui tính. Có thể gọi là con người suy nghĩ hơi bị nhiều. Bạn em á thì rất là chân thành, đối xử với ai cũng chân thành hết. Đã yêu được động vật thì tất nhiên là đối xử với con người cũng vậy. Nếu mà có ý định gì với bạn em thì hy vọng là đối xử bằng cả con tim. Hay. Nhớ nha. Dạ. Đối xử bằng cả con tim nha bạn nha. Ta cho hai đôi trẻ gặp nhau đi chứ đôi dưới quá xuất sắc rồi. Đôi dưới hơi bị được á. Rồi chúng ta kéo màn lên. Nào chúng ta sẽ có 2 phút để tìm hiểu nhau. Bắt đầu đi bạn. Chào. Đầu tiên anh có món quà anh dành tặng cho em. Không, đồ bó đi dữ quá. Dạ rồi em cảm ơn anh, em cũng có quà tặng anh ạ. Rồi anh cảm ơn em nhiều. À, anh có ghen không? Đối với anh thì nói chung nó cũng có một chút ghen, nhưng mà cái gì đó thì mình phải có một sự rõ ràng. Ví dụ như em có thể em hẹn một bạn trai đi uống nước bình thường, nhưng mà em có thể em nói anh một tiếng. Em thích chó với mèo, anh có ý kiến gì không? Không em, cái đó là cái sở thích của mỗi người. Ví dụ như anh thích bóng đá, em có thích không? Ờ, không. À, hèn chi tôi thấy tặng cái gối gì. Dạ, Arsenal. Trời ơi, là cái đội bạn hâm mộ đấy hả? Dạ đúng rồi. Và ví dụ như bạn nữ là chưa có thích bóng đá, nhưng mà ví dụ như cái gối trước tiên đó là em tặng cho bạn gái. Ví dụ sau này những cái lúc mà bạn gái mệt, bạn gái có thể tựa lưng. À, chị là chị hiểu á, tặng cho em cái gối này nè, sau này mà có lấy nhau mà tới mùa đá banh á, ở nhà ôm cái gối này ngủ đi, còn ta đi coi cá banh rồi. Đúng không quý vị? Dạ không à, có gì là em chở đi theo luôn à. Em nói chung là em đi đâu là em rất là thích chở bạn gái theo. Cảm nhận bạn gái ngồi trước mặt như thế nào? Cái lúc em ngồi bên kia là em hy vọng là sẽ đẹp,
cỡ chị Cát Tường thôi, nhưng mà em thấy là vượt hơn rồi đó. Được rồi đó. Em thấy hơn rồi đó. Thấy chưa? Chưa đâu nha, từ từ chưa. Đi, chưa bấm nút à. Cái người mà mình thích, mình thương là cái lúc nào cũng hơn cái người khác. Đúng mà, nếu đúng chơi dần khối tay đi à. Trời ơi. Nè, khối tay gì vậy? Vừa dập tôi hả? À, hết thời gian. Nào, bây giờ mình suy nghĩ thật kỹ xem tiếng sét ái tình như thế nào. Suy nghĩ kỹ dù cái gối này rồi không nút nha. Tôi nói đúng á, tin tôi đi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. Dạ. 1 2 Suy nghĩ cho kỹ. Bấm là quyết định. Những cái gì đi đến tương lai không bấm, chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau được. 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai bạn. Như vậy chúng ta đã có một chút đồng cảm từ giây phút ban đầu rồi. Bây giờ mình kêu nắm tay lên, nắm tay nhau đúng rồi. Thôi nó coi rồi lâu xong à. Không nãy giờ này không lanh lắm à. Rồi không đi. Không mà. À. Không được. Không được. Em thì rồi. Giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, trước hết em xin chào anh Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan, chào bạn nữ tham gia chương trình và chào quý vị đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào em. Dạ, em tên là Lâu Thanh Phương, em sinh năm 81, em 42 tuổi rồi. Quê quán ở Bến Tre, hiện tại sinh sống và làm việc ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Lâu Thanh Phương hả? Dạ. Họ Lâu em hả? Ôi dạ. Cái họ lần đầu tiên Lan nghe. Họ lạ vậy ta? Dạ. À, hồi xưa dành cũng lần đầu tiên nghe đó. Em làm công việc cụ thể là dạy về thể dục hả? Dạ, em là giáo viên thể dục. Thể dục và tất cả các loại thể dục luôn. Dạ. Đá banh, rồi đánh cầu, đủ thứ. Dạ. Rồi, em sống ở đâu Phương? Dạ, hiện tại thì em ở nhà bè quận 7 mình á. Em ở với ai? Dạ, em ở một mình. Từ quê em ở Bến Tre? Dạ, quê Bến Tre. Ở dưới còn ai với ai? Dạ, ở dưới còn gia đình, ba mẹ với anh với em. Ở một mình là mình ở nhà trọ hay là nhà? Dạ, một... nhà thuê. Hy vọng có người cái mình mua nhà mình ở luôn ha. Dạ. Mà nhà gái? Nhà gái giới thiệu về mình nè. Em xin chào quý vị khán giả, chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Em xin được giới thiệu, em là Thảo Vy, năm nay em 31 tuổi ạ. Em sinh sống ở quận 7 nhà bè ạ. Trời ơi, hỏi coi có gần nhà nhau không kìa, nhà trai. À, em ở chỗ nào của nhà bè em? Anh ạ, em ở đường Nguyễn Hữu Thọ, nhà bè ạ. Anh ở từ quận 7 mình qua cầu Phước Long, Phạm Hữu Lầu ạ. Dạ vâng. Cũng gần. Nguyễn Hữu Thọ là đoạn nào em? Em ở ngay xã Phước Kiển ạ. À, đây cũng là xã Phước Kiển luôn. Trời ơi. Hai người chung xã Phước Kiển luôn. Coi chừng hàng xóm nha. Kế bên có người này nữa nè. Dạ, anh Linh luôn á luôn. Ừ. Dạ. Mình chung địa phương đó. Dạ. Hàng xóm đó nha. Rồi bây giờ mình cho nhà gái biết về ưu điểm khuyết điểm đi Phương. Thì ưu điểm thì cũng là vui vẻ, hòa đồng. Nói chung là mình rất là trung thực, rất là thẳng thắn. Và đôi khi cái tính trung thực thẳng thắn của mình đó cũng là một cái khuyết điểm. Và cái khuyết điểm nữa là em không biết hát biết ca. Không biết hát biết ca, biết thể dục là được rồi. Dạ. Mà nhà gái? Nhà gái có ưu điểm khuyết điểm gì? Về ưu điểm thì em là một cô gái hiền lành, trung thủy và luôn luôn tự lập ở trong cuộc sống ạ. Về khuyết điểm thì có vẻ như là em hơi yếu đuối một chút xíu và nhạy cảm ạ. Hồi nãy em nói em làm công việc gì vậy, chị Lan Quân? Em là giáo viên ạ. Em cũng có một công ty giáo dục ạ, cung cấp dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ giáo dục là sao ta? Những dịch vụ hỗ trợ giáo dục cho chị em đặc biệt ạ. Hay quá hả? Hay đó. Một cái công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn rất là nhiều á. Bây giờ mình nói về đường tình duyên đi em trai. Về đường tình cảm thì em cũng trải qua 4-5 mối tình. Thôi nhiều vậy hả? Dạ, mối tình thời sinh viên đi học, sau đó ra trường đi làm. Do cái dạng như em với bạn đó ở quê đó, trên nó xa mặt cách lòng, cho nên nó kéo dài, nhưng mà cuối cùng không đi đến cái hôn nhân. Sau này thì cái thời gian đó thì em ra đi làm trên này thì nói chung còn trẻ thì cũng ham chơi, ham mình đi đây đi đó đó, cho nên cũng mình cũng không có nghĩ tới cái chuyện tương lai nữa. Cho đến quen cũng những mối tình sau thì nói chung nó cũng ngắn, nói chung cũng không kéo dài, nhưng mà cũng không có tiếng nói chung. Mối tình nào là sâu sắc nhất, dài nhất? Dạ, mối tình thì cái thời sinh viên của em là em quen là được 5 năm. 5 năm? Dạ. Ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là chắc cũng khoảng gần 1 năm anh. Sau 4 năm mối tình đó, em rút ra một cái bài học kinh nghiệm là gì? Mình thiếu sót cái gì trong 5 mối tình đó? Nói chung là lúc đó mình còn quá trẻ. Rồi, trẻ nè. Dạ, còn ham chơi. Ham chơi gì nữa? Nhưng mà sau này thì kinh tế nó cũng một phần á. Kinh tế. Dạ, rồi hiện tại thì nói chung mình cũng đã chín chắn được hơn trước rồi. Mình muốn có một cuộc sống mới và cuộc sống có gia đình. Bây giờ kinh tế đỡ chưa? Dạ, bây giờ có thể lo cho một người với một đứa con, hai đứa con nữa được chưa? Dạ, được. Được rồi ha. Dạ. Rồi, vậy là chuẩn bị tất cả tinh thần để lấy vợ rồi ha. Dạ.
Rồi, mời nhà gái. Nhà gái thì sao? Tình duyên của mình như thế nào? Trong quá khứ thì em đã trải qua một mối tình ạ. Cách đây khoảng 4 năm ạ. Mối tình ở mấy năm? 1 năm ạ. 1 năm sau chia tay vậy? Dạ, lý do là thời gian đầu bọn em yêu nhau thì bạn nam sống và làm việc ở Việt Nam. Nhưng mà thời gian sau á thì bạn ấy phải làm việc ở Singapore rất là nhiều. Mọi người thì thường nói là xa mặt thì cách lòng. Hai người không thể nào kết nối được với nhau. Cho nên là đúng là xa mặt cách lòng ạ. Sao mà cách lòng xa luôn đó. Ây, bên đây là 4 năm mối tình có nhiều kinh nghiệm, bên kia có một mối cũng sâu đó, nói chung là cũng nghiêm túc. Bây giờ mình hỏi về quan điểm về tình yêu rồi cái nhu cầu thế nào? Bây giờ em mong muốn có một người bạn trai sắp tới như thế nào nè? Đối với em á thì cái vẻ đẹp nhan sắc á nó không có quan trọng đối với em. Em rất là quan trọng cái vẻ đẹp bên trong của một con người và thái độ, cách cư xử với mọi người xung quanh và sự nỗ lực, sự nhân ái và trí tuệ của một người ạ. Cho nên là em chỉ cần một người bạn trai cao hơn em. Em thì không thích đàn ông xăm hình quá nhiều ở trên người ạ. Đợi chị Lan qua, chị Lan coi cho. Xong dưỡng tay. Dạ thôi, đừng có hỏi bên nhau nữa. Đi qua bên kia. Dạ. Thầy giáo chắc dạ, nó nổi dạ. Xong đâu. Cao hơn nha bé ơi. Cao, trời, thầy giáo thể dục mà khỏe, trẻ, đẹp, phong trần. Thầy. Nhà trai tôi vậy đó. Bây giờ thầy giáo là em yên tâm rồi. Em ghét nhất tật xấu gì của người đàn ông? Em ghét nhất là người đàn ông không chung thủy và hay hút thuốc ạ. Thầy giáo có hút thuốc không? Vụ này quan trọng. Không hút thuốc. Trời hay quá, không có hút thuốc. Có chung thủy không? Thì không lẽ nói không? Giờ nhà trai cho chương trình biết là nhà trai có mong muốn có một người bạn gái như thế nào nè. Mong muốn một bạn gái thì nói chung là ngoan hiền, cao ráo, dịu dàng, dễ thương. Bạn này cũng dịu, dịu lắm á. Siêu dạ, dịu luôn. Trời ơi, dịu mà dịu lắm luôn á. Dịu kha luôn nha. Rồi gì nữa thầy? Thôi nhiêu đó đủ đi. Vậy thôi đó hả? Dạ, cũng đơn giản. Thầy có điểm nào không thích ở phụ nữ không? Nói chung thì mình cũng không có thích phụ nữ mà trang điểm nó lòe loẹt quá. Rồi thầy hiền quá à. Thầy, thầy giáo hiền lắm. Em gái đi với ai vậy em gái? Hôm nay em đi một mình ạ. Rồi mình. Có chị Ngọc Lan lo. Thầy giáo đi với ai? Dạ, đi với anh đồng nghiệp. Anh thấy nhà gái bên đây sao nè, có hợp với bạn anh không? Chương trình xin chào MC. Dạ. Các khán giả. Tôi là Thành, là đồng nghiệp của Phương đây. Dạ. Phương đây là một người cũng ít nói, rất là chu đáo, mẫu người đàn ông cho gia đình. Em nó cũng chờ đợi chương trình này kêu 5 năm rồi đó. Ủa hả? Em nó quyết tâm nên em nó chờ tới giờ bây giờ đó. Chương trình kết nối cho em nó mau mau giả từ cái tuổi cô đơn của em nó đi. Rồi, thôi bây giờ mình mở đi cho coi duyên số tới đâu rồi, đó. Mở nào. Tiến tới luôn Phương. Em cũng có chuẩn bị một món quà nhỏ để tặng anh. Đây là hai quyển sách mà em đã đọc. Em rất là thích những cái kiến thức ở trong quyển sách này. Đó là những kiến thức về hôn nhân và tình cảm gia đình. Em mong là em có thể chia sẻ được những cái kiến thức này đến anh thông qua những cái quyển sách này ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, mình có khui quà nhà trai không em? Rồi, em có thể khui luôn. Anh giúp em với ạ. Wow. Lớp nào em? Đây là một quyển sách mà em rất là thích. Cảm ơn anh vì món quà của ngày hôm nay ạ. Đây thì cũng xin chương trình đây của mình cũng là hai ý tưởng gặp nhau. Mình cũng tặng bạn một quyển sách. Một quyển sách là Đắc Nhân Tâm. Rồi, các bạn về ghế ngồi đi. Rồi, các bạn về chỗ. Em có nhận xét gì về anh? Em cảm thấy anh là một chàng trai rất là phong độ, rất là ngọt ngào và lãng mạn nữa ạ. Còn anh thì không biết là ấn tượng đầu của anh về em như thế nào ạ? Em thì ấn tượng đầu tiên là cũng nhìn thấy cũng rất là dịu dàng, dễ thương. Dạ vâng, cảm ơn anh. Về nội trợ của em có đảm đang tốt được công việc nội trợ không? Theo em nghĩ trong xã hội bây giờ thì cái việc mà nấu ăn ngon hay là nấu ăn dở nó không có còn quan trọng nữa. Bởi vì là bây giờ là mình có thể order, shipper sẽ mang đến rất là nhanh nhiều món ăn ngon. Về bản thân em thì em biết nấu ăn nhưng mà em không chắc là mình sẽ nấu ăn ngon. Nhưng mà em sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn và luôn sẵn sàng để nấu món ăn cho bạn nam của em ạ. Em cũng sẽ rất là vui nếu như trong thời gian rảnh thì bạn ấy cùng với em nấu nướng. Tại vì mình thì cũng ở một mình sống ăn cơm ở ngoài thường xuyên. Cho nên muốn cần lắm một cái ghe với gia đình, bữa cơm gia đình nó quan trọng. Cho nên thì cũng có ý định để lên chương trình tham gia để tìm một cái người mà để tiến sâu xa hơn nữa. Xa hơn nữa chúng ta về chung một nhà đi. Mong muốn con cái sao, thích con trai con gái như thế nào rồi
tiền bạc kinh tế ai quyết định thì kia mình bàn nhau thử đó. À, nói chung là cuộc sống thì ổn định thì nói chung người phụ nữ là phải giữ tiền rồi, chi tiêu thì của phụ nữ rồi, con cái thì nói chung thì 1 đến 2 đứa con thì 1 nam 1 nữ là quá đẹp. Một trai hay là một gái đó là niềm hạnh phúc của mỗi nhà rồi ạ. Chắc là có lẽ ai cũng thích như vậy ạ. Thời gian về rảnh rỗi những ngày nào của từng? Em thì thường rảnh vào thứ bảy hoặc là chủ nhật. Chắc anh cũng vậy nhỉ? Đúng rồi. Bây giờ á, Phương tới... Đúng rồi, nhà trai bước tới. Bên bạn gái đi. Đó, đẹp đôi nha quý vị. Sau 5 năm chờ đợi đó Phương. Dạ. Bây giờ nói chuyện với người con gái đó, Phương cảm nhận thế nào? Nói chung thì đến chương trình thì cũng là quý duyên, thì anh cũng mong muốn là sau chương trình này thì chúng ta có thể là tạo cho nhau một cái cơ hội để đi quen biết và tiến sâu xa nữa. Còn bạn gái thấy bạn trai thì sao? Em cảm thấy anh là nếu như mà mối quan hệ có thể đến được với nhau thì chắc chắn anh cũng là một người đàn ông rất là trung thủy ạ. Em rất là thích cái sự trung thủy cũng là bạn trai ạ. Em gái đọc bài thơ tặng cho bạn trai đi. Em có thể đổi bài thơ thành một bài hát gửi tặng bạn trai được không ạ? Hôm nay thì em sẽ gặp anh và quý vị khán giả một bạn ở trong bài hát Cơn Gió Lạ. Lặng yên cơn gió, lặng yên vầng trăng, lặng yên thơm ngát môi hồng thân trong sáng, ánh mắt bên ô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ. Ngủ ngon năn nhé đừng yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn nhẹ. Các bạn về ghế ngồi đi nào. Đang rung mà, đừng có đang hồi hộp. Đà Lạt Miu, di sản từ cao nguyên. Để tay mình đút bấm đi Phương. Với lại em gái, chúng ta thích thì bấm, không thích thì không cần bấm. Cái nút đó chính là nhịp đập trái tim các bạn đó. Chúng ta thể hiện bằng tất cả sự suy nghĩ của mình xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. 1, 2, 3. Hết thời gian. Bạn gái không bấm ạ. Cái gì vậy trời? Sao em cũng ngọt ngào quá vậy? Sao vậy em gái? Dạ, bởi vì là em nghe bạn Nam trải qua rất là nhiều mối tình và ham chơi, và bạn ấy nói là do ham chơi rồi ghen vỡ này nọ, thì em không biết là liệu mình và bạn ấy có thể kết nối được với nhau ở trong thời gian hay không ạ? Em nghe sao mà ham chơi vậy? Anh đã dừng lại rồi, anh mới đi tìm đến gia đình. Đúng rồi em ơi, đó là quá khứ, người ta đã nhìn ra được lỗi lầm của người ta rồi. Trời ơi, công việc làm mai làm mối của con gà nó kỳ quá. Còn cái giai đoạn cuối quay xe không? Em chưa hiểu người ta gì hết. Em ơi, anh nói thật nha, anh cảm nhận đây là một người tốt đó, một chàng trai rất là chân thành luôn đó. Nãy em khen người ta là đủ thứ xong rồi lãng mạn quá, cuối cùng là cũng quay xe giống như cặp đầu nữa. Không, nhưng mà cô này thì không có nói quá nhiều, không thể hiện quá nhiều giống như là chàng trai lúc đầu, nên là thôi chúng tôi tôn trọng về cái cảm giác của cô ấy. Nhưng mà hơi tiếc một cái là em chưa hiểu bạn ấy. Ở đây là hai MC đều cảm nhận rất là rõ chàng trai này, đúng cái thời tuổi trẻ có nông nổi, có mê chơi, cho nên là vài lần đánh mất người yêu của mình, và chính vì anh ta đã nhận ra được cái điều đó nên anh ta mới dám nói cái điều đó ra ngày hôm nay. Thì chắc chắn đây là một cái người họ sẽ có quá nhiều cái kinh nghiệm để họ sửa sai, để họ bù đắp lại những cái thiếu sót của họ ngày xưa. Thật ra thế này nè, lỗi cũng do em trai. Nói chưa em rồi. Em không có quyết liệt. Thật ra em cũng không có cho cô ấy thấy cái sự quyết liệt của mình. Người phụ nữ bao giờ cũng vậy, nhiều khi á là người ta nhìn người ta còn phải nghe nữa. Đúng rồi. Đó, người ta cảm nhận nữa, mà em thì ít nói quá. Dạ. Anh kia thì nói nhiều quá, anh này thì ít nói quá. Anh là cái này cũng là một cái điểm yếu của mình, phải quyết liệt hơn nữa. Phải cua cho bằng được nha. Thôi thì chúng ta hãy là những người bạn với nhau các bạn nha. Biết đâu chúng ta sẽ chinh phục được thì sao? Thưa quý vị, chương trình nhận được sự tài trợ của nhãn hàng sữa Đà Lạt Miu, di sản từ cao nguyên đã tài trợ cho chương trình. Bây giờ là những phần quà dành cho các bạn đây. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT, bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa. Có thanh tâm mình si ạ. Hello. Dạ, hôm nay. Hả? Chị Trai? Ngồi luôn hả? Mời về đây.
Mời em gái. Đâu rồi? Anh? À, tôi đặt chân nào. Đi thôi. Đây là cái máy để từ ngoài được. Mời ạ. Chào anh Quý Linh. Chào bạn. Rồi, chị Hoàng Lan. Là tất cả các anh chị trong khán phòng. Tôi là Hương Văn Tuân. Tôi quay lại Ninh Bình. Và tôi sinh năm 1964. Đây là tôi đã tuổi. Anh ở Đồng Nai này hả? Tôi ở đây là đang ở Tư Hòa. Tôi là Đồng Nai. Tôi là tôi thì không có làm gì anh ta. Trước tôi tưởng là tôi là một người thứ này. Cái mong muốn của nhà gái thì là vậy thôi, một người biết quan tâm nè, có đạo đức thành biết đối nhân sự thể. Ngoài đừng nghĩ không? Đó, đừng nghĩ không? Có một gì ra ngang không? Mời gái không? Em ở chỗ đó thì có đó là đúng không? Có mê, nhưng mà đã mê lại thì một mối mê một mối. Ha, đừng có mê rồi mối nha. Vậy ra tôi chung kỹ đó. Thì em còn quay lại người kia để cộng. Hai ngon là hơi sữa không mỗi về để đưa cộng á. Có gì làm vậy không anh? Thôi thì cái vui quả lắm á nè. Mình đã làm mấy thôi để lấy chồng rồi. Dạ là đẹp thằng anh. Thì đang tình nguyện có người là đưa nhau à đúng rồi đúng rồi dạ dạ rồi về đây đó rồi tôi nói tôi một cái về nhà để làm chiếu phần cho lo làm gì cả về tôi thì cũng có nhiều lắm ạ. Nói chung là hòa đồng, hòa bác và làm cái gì cũng gần nhất rồi. Thế thứ hai là có chút năng khiếu của con gái. Nước hát trèo, nước hát bằng xa cổ và nước ngô lê tư. Ồ, hay là ba. Bây giờ mình hát trèo bước đi ha. Hát con thì lúc mình hát xa mới đến sao. Hôm xưa tôi không trả sáng trả là tôi nói tôi vào trong phòng những cái trò lâu đó. Không có hứng biết mới đâu trẻ. Dạ. Vì con người ngoài Bắc nên là mê trẻ. Như là một người nếu người Nam cũng mê trẻ thì của ba cũng mê trẻ. Trẻ của ai chứ? Hãy hạnh phúc mừng.
Sau đó là rất là nhiều. Mà có chút họ biết là một vài hai suy nghĩ ha. Sau đó là xin mời mình đã làm cho nay cô biết là đỏ con cũng gì cả với sầu. Họ đã làm cái gì cả đi. Mà đã làm hai cô cũng biết rằng thôi bây giờ mà có tình rồi đó mà thôi khi bọt ra mà không có biết hết có tình này rồi nó khác rồi rồi làm cho cô kia gặp mà lấy mình đúng rồi lấy mình ha nào này bây giờ là mong muốn có một người bạn gái như thế nào đó chị đang biết nè biết sắp xuống ngày xuống đấy và cái thứ hai là tôi biết con cảm đề theo lời Phật tính cảm thức thì biết ơn sự thế là có biết rồi mà còn khỏi cần yêu cầu đẹp đi lên có đây là đẹp có sẵn hết khỏi cần yêu cầu tôi yêu cầu gì về ngoại hình không ngoại hình thì em nghĩ là sạch sẽ là được. Sạch sẽ là sạch sẽ. Nhà tắm bây giờ sạch nè, hỏi được để hỏi được nè. Sạch sẽ là sao? Cụ thể. Chứ là nhìn em không có nói được nhưng mà kiểu như là bảo không nè. Nhìn về sạch sẽ không? Bạn nè. Sạch sẽ nữa hả? Được. Giới thiệu về xíu cái điểm mạnh của mình. Dạ, em thì có điểm mặt là hay mặt bác. Hoặc là lớn cả mọi người. Có điều thì mình thích làm hơn là thích nữa không? Dạ. Mình cũng biết ca hát cứ thích. Nhưng mà trong miền Tây thì các ca cổ và nhạc bolero nhiều hơn. Dạ. Hát đẹp. Nó không gì, mà đây vừa hát đẹp rồi mình hát ca cổ luôn. Sao? Sao ạ? Được không ạ? Một câu được ạ? Dạ. Hát bài dòng sông cho em nha. Dạ. Nhà ta nhà gái chúng ta đã có mặt đầy đủ trên sân khấu rồi. Giờ chúng ta đến với một giới thiệu. Đầu tiên là mời nhà gái ạ. Dạ. Hôm nay em chào bạn nghe thì em về giới thiệu luôn. Em tên là Lê Quốc Vui. Hiện tại em sinh năm 1992. Và em đang cùng với gia đình của em. Hiện tại em đang ở Hồ Chí Minh. Vui ở là thành phố Hồ Chí Minh ở quận mấy nhà em ở? Ở quận thứ hai ạ. Dạ em ở quận năm. Còn trai em là chị Xuân Tiến, sinh năm 1992, quê ở Ninh Bình và em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì em đang làm biết đi của một người nhà hãng xe ở Gò Vấp. Hãng xe về Mô Tô và có câu anh Mô Tô đúng không? Rồi cũng là từng là chị đặc biệt như riêng là xe sửa chữa xe ô tô đúng không? Đây Tiến thì là vui à, thấy vui rồi ha. Vừa biết mà vui đấy ha. Đó là gái con chúng tôi biết chút xíu về ưu điểm của vấn đề. Dạ, ưu điểm của em là em cái khi ra sách vở thì em còn cái điểm của em đó là em đừng học cái điểm của em đó là em và em Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Má hay quá. Hai người về là hai là thứ luôn á. Bây giờ chúng ta nói một chút xíu về tình duyên đi chị gái nè. Tình duyên mình như thế nào nè? Thì có một trường đồng và cha cha con trai có hai cháu đồng. Dạ. Là đi hôn hồng. Đi hôn hồng hơn 3 năm. Ông xã thì hiện tại là ở mình. Cuộc sống của chị với con thì tiền không biết gì nữa. Ba có gì là cho sống cơ sở là nhà. Cháu ở đi 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 ở chứ là đủ vui. Dạ. Chứ ở mình cũng là sẽ sẵn. Dạ rồi đó, vậy gái quen là vậy đó. Em cho anh hả? Vâng, chung cho viên là sao? À, cùng vui là tụi mình từ mấy hôm với vợ. Không ai đến. Thì không ai đến. Con đang diễn hả? Anh đứng ở ngoài thì chưa anh? Ta rồi mỗi. Chính phải ngoài. Mà kể thì dạ, nói xong chưa? Rồi, bắt chạy. Nói xong rồi. Mấy giờ ấy? 5, 4, 3, 2, 1, hiểu. Bạn muốn hẹn hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 tới 7 và 20h20 tối thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Thôi rồi, hôm nay chúng tôi lại tất cả bà quý vị. Chắc là quý vị nhìn rất là lạ đúng không? Nó đang vào khu dự án như điện hẳn. Và thoát ở đây con Mai bà mối cũng sẽ giới thiệu quý vị những cái bộ phim điện ảnh và truyền hình mới nữa, vừa làm hai là mối vừa đi đóng phim. Hai đứa nhanh đi. Xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. À, nói chung là sao nói chung là vui hay buồn dạ nói chung là vui rồi dễ hòa đồng dễ hòa nhập với môi trường nấu ăn uống gì được không được em có thể nấu ăn nhiều món không nói chung là trong nhà nó nấu em có ăn không được không được ha nó được ha nó có gì vậy được không được được thầy đó nói chung là công việc thì vô sai sẻ mà nóng nó ra sai sẻ với nhau bạn gái làm được gì mình làm được đó à, không có công việc gì hết nha đúng không đúng không đúng không quay vậy nghe đến nhà gái gì vui không toàn về nhưng để sợ ra thứ hai nữa vậy là thứ hai nữa hai đứa học tổ chức đó rồi bây giờ nói chuyện được duyên bao xa Dạ, con có thì đó anh. À, hả? Em cũng có tình là duyên hay là tình hay em. Hay lắm. Sầu sắc mình ngồi mình ngồi nghe. Sầu rồi. Nhưng mà đứa đó là cái màu sắc người sau đó tàn số rồi. Em nghĩ là đứa mình do là em sâu sắc và buồn ra, sâu sắc. À, nhạc quá luôn. Nhạc hàng quá hay.
Anh xa hơi gà. Bây giờ mình tìm quyết định xa sâu đừng có gạt cái xin quyết định trước đi. Đúng. Bên đây sâu sâu xa. Để tôi coi bên đây sâu không. Không làm được, đứng nấu cái gì, mò nấu đi. Chào nhà trai. Nhà trai con không có tình rồi. Em này em bị hiện đại là được đó. Ở bên đây cũng không sâu đâu ạ. Nó chỉ có tiền nhiều rồi. Còn sao, biết đâu bây giờ nó sâu thì sao? Đúng rồi. Bây giờ bên này sẽ đủ sợi bên đó nó sâu sắc hơn. Đó. Dạ, mình muốn làm sâu sắc. Tình lấy mình là lo anh. Nhân có học giỏi quá rồi, bây giờ ba. Ba phải đặt trên bà lo, nó có những con này con mặt, nó không được giỏi. Học trung bình, nguồn thông tin cảm, con bé đừng nhữ. Nhữ gì, đến người ba đặt trên bà lo đó. Để tới qua năm 2003 như vậy mà nhân nó còn là học đại học là cái gì cũng có tiền quá. Thế nó xa đẩy quá, con người ta tạo đại học người ta, những tạo người ta cứ nghe cũng rồi mà con tạo người ta không luôn. Ta không phải ba luôn, nhưng mà con không biết chứ là ba luôn. Nhưng mà biết ba lo là ba buồn là ba nghĩa là không biết ba lo ta còn học 4 năm đại học nó không bây giờ đã thì sách. Nó tại sao người ta có tiền mà con tham tâm ba có tiền là tạo một chi cho ba khổ nè. Là khi mà bị lắp là mình nghe con một khổ lên như lên mình muốn học mà không biết chạy xe mà phải đi bộ cái bộ từ lên đó là về lên cái chỗ cũ chỗ ở nha là phải là cũng 2-3 cây số mà đi là nặng chỉ đất như người giá cái nghề là mấy năm rồi tới thằng út nó cũng đang học từ lớp 9 lên 10 mà nó học thì nó học cái dạng chương trình là nó có thi như là thi tạo lên bắn câu mà chứ lý tưởng điểm hay là học công lập nha. Còn thì nó không đủ điểm đó thì cho học bắn câu phải đóng tiền tháng. Nó nói bây giờ thôi tự học mình tự ba lo cho đứa con bây giờ thật tôi nói thằng ba thì muốn cho chú nó nọ hết thì phải cực chứ ba bây giờ nếu ba bắt tôi lại nghĩ cũng là mà con học từ nữa chứ mà thừa nó tại lý này con bỏ tại ba không cho chứ nếu ba không học thì con học nó mới tại như vậy thế nó có này tự con nghĩ thì con gái thứ ba phải không là nó nghĩ học cho anh học mai ở đó bên nó có gì đâu nghĩ là nó đi học mai gái rồi thằng trai thì nó bây giờ mình muốn học nghề ba không học nghề nó thì nó đi học nghề nó tập trung nói nó thành tự như ngày trong tôi về tôi mặc gì chỉ ở nhà tôi chỉ biết cháu còn nó thì nó không có làm bên chỉ biết cái gì tôi không biết như phương là phải áp gì đó là bác xã hội luôn không bác xã hội vậy đó rồi con chứ không có hai đứa cháu thì sáng cái mẹ nó đưa đi rồi về cái thùng cơm nước cho nó mới xong mỗi ghê đứa con bây giờ nó nghe nó không gì đâu nhưng mà nó cũng đỡ đầu nó giờ tôi cũng có vợ chồng tôi giờ có 4 đứa cháu ngoại 2 cháu nội là con nhỏ thứ hai thì 2 đứa một trai một cái thì một thằng trai nãy đó nó là năm nay học đại học năm 2 còn nhỏ con gái nó thì năm nay học năm cuối lớp 12 đó nó năm nay học lớp 12 rồi con nhỏ thứ ba nãy cũng con cái thứ ba thì một đứa nó học lớp 1 mình đứa học lớp 9 còn thằng út thì nó có 2 đứa con thì nhỏ đứa sinh ra năm 2016 thì nó mới học lớp 2 còn đứa sinh ra năm 9 thì nó học lớp làm cái trò bốt gì đó. Thì yên tâm rồi, cảm ơn cô chú nhiều ạ. Dạ, mọi người thì đóng hết cho tôi chú chẳng gì các bạn hiểu biết. Hiểu biết không? Cái này nè, cái loại gì phải cầm đi mua.